Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và trong cuộc chiến của chúng ta thì nói chung là đã gần kề đến Run Master Legit thì chỉ còn lại 1 ngày 5 tiếng thôi các bạn ạ. Cho nên là chắc là chúng ta đến không kịp rồi. Nhưng để tận dụng cái khoảng thời gian mà vẫn còn đang được đánh các bạn, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng đội hình mà thử xem là nếu như thiếu vắng đi Blood God thì những gọi là nhân vật của chúng ta có là chống đỡ được không nha các bạn. Ở đây thì có lẽ là mình sẽ để cho Dain Hùng đứng ở vị trí đầu tiên, Nanh Băng ở giữa và Nanh Tình Yêu là vị trí ở phía sau nha các bạn. Chúng ta sẽ có đội hình là ba chú rồng đều là cách 10 và có khả năng đặc biệt nha các bạn. Kama thì sẽ có khả năng là có cơ hội tỷ lệ block đỡ được một đòn đánh, sau đó kích hoạt nội tại có thể là đánh x2. Còn Nanh Băng và Nanh Tình Yêu thì đều thuộc chủng tộc Vampire, có một skill đầu tiên là kỹ năng hấp huyết, hút máu đấy các bạn. Và kỹ năng thứ hai sẽ là thi triển skill đặc biệt của chính những chú rồng đó nha các bạn. Rồi, như Nanh Băng thì sẽ có một đòn gọi là hiến tế lượng máu Excalibur để lấy một lượng đam rất là khủng. Còn Nanh Tình Yêu thì sẽ có thể là triệu hồi ra một cái đòn đánh giật giật từ 3 tới 6 phát, hên xui, sẽ gọi là đau hay không đau nha các bạn. Ok, bây giờ thì trận đấu đầu tiên bên kia có vẻ đang gọi là rất ghê gớm các bạn ạ. Với chú rồng Hellrid level 70. Ồ, đây là Brightful có cơ hội sinh nha. Và giữa là Atlantis. Thì có lẽ đây chính là thử thách đầu tiên cho gọi là team khi mà thiếu đi sự trợ giúp của Blood God nha các bạn. Ok, vậy liệu rằng nếu như đội hình chúng ta gọi là thiếu đi chú rồng Blood God thì có thể là trụ được trong vòng là 6 lượt đánh không nha các bạn? Thì hãy xem thử là như thế nào. Ok, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ phải đưa ra những cái phương án chiến đấu phù hợp cho với cái trận đấu này. Thì có lẽ là mình sẽ sử dụng Nanh Băng vì bên kia chúng ta không có skill khắc chế mình. Cho nên mình sử dụng một đòn Excalibur. Wow, 201 ca máu. Quá hay, bây giờ bên kia chỉ còn là 99 ca thôi. Mà 99 ca thì mình nghĩ sẽ là thích hợp cho Nanh Tình Yêu. Bởi vì chỉ cần Nanh Tình Yêu giật khoảng tầm là 4 phát là chú rồng kia phải chết không thể nghi ngờ nha các bạn. Giật xem có gọi là goodbye được không. Được rồi các bạn ạ. Tới gọi là giật tới phát thứ 5 luôn, 180 ca máu. Và bây giờ thì uầy, đánh đau quá vậy. Một chú rồng cấp 9 đánh chí mạng lên người chúng ta mà cũng gây ra một cái đòn đánh rất là đau luôn các bạn ạ. Phải nói là ở cái tầm run này rồi thì những chú rồng nào đánh cũng đau thiệt sự các bạn ạ. Bây giờ thì Nanh Băng sẽ sử dụng tuyệt kỹ hấp huyết của mình và được ít 2 lần lên nên lượng máu hôi gần như là đầy luôn. Bên kia thì sẽ chưa thể làm gì được mình. Bây giờ thì mình sẽ để cho Dain Hùng, vì Dain Hùng sẽ có khả năng là block được cái đòn đánh bên kia. Thì chắc là nấy sẽ block được khoảng tầm 1-2 đòn nhỉ. Rồi block đi nào. Tada, đã lắp được thành công một cái đòn đánh đầu tiên. Và nếu sử dụng Ninja Star kết hợp với lại một cái khoảng thời gian chí mạng thì lượng đam có thể lên được 413k. Chú rồng bên kia không có một nửa điểm trì hoãn luôn các bạn ạ. Nhưng wow, đúng là lắp được hai cái luôn, quá bá đạo. Ghê thiệt sự các bạn, chú rồng bên kia bị ao trình hoàn toàn luôn, không làm gì được luôn các bạn. Thêm một đòn nữa x4 thì thứ gì mà chịu cho nổi, 390k. Wow, cho dù rồng bên kia có bút tháp hay là lượng máu được tăng lên thì cũng sẽ gọi là ngã xuống trước cái thế lực hùng mạnh như này các bạn. Bên kia đánh trước nha. Wow, và đối thủ tiếp theo của ta thì là ba chú rồng nhỏ bé. Mà thôi, mình gọi là không có ăn hiếp ba chú rồng nhỏ bé làm gì, đội hình tâm mạnh mà. Sẽ gọi là tìm đội hình nào khá hơn. Wow, đây thì có một bơ sinh nước. Lại tiếp tục để xem là lần này có ao được trên chú rồng bên kia không nha. Trời ơi, thể hiện quá tốt. Bây giờ thì chú rồng kia một lần nữa được đánh tiếp nhưng chúng ta đã không ao được phát này. Nhưng mà vẫn có gọi là đòn đến chí mạng. Chí mạng Ninja Star không bút tháp thì chắc là không quanh hết được chú rồng bên kia đâu. Nhưng sẽ thử để sao chú rồng kia bị gọi là tới mức đam là quay block được rồi các bạn ạ. Mình sẽ để chừa cái phát này nha. Có là mình sẽ để cho gọi là Nanh Tình Yêu, vì Nanh Tình Yêu sẽ không bị chú rồng bên kia khắc chế.
một đòn đánh lửa nè, 198k. Và giữa rồng này sử dụng sức mạnh Reblip Victory với lượng máu không còn nhiều nhưng mà quá ghê các bạn. Reblip Victory hơn nửa cây máu của anh tình yêu luôn, cảm giác như lượng máu ở trên đây khá là giấy các bạn ạ. Kiểu mấy chú rồng bên kia đã tăng tiến rằng định phong rồi, cứ chơi những cái đòn đánh mà mạnh thiệt sự các bạn ạ. Ok, với một đòn gọi là chí mạng 220k, chú rồng bên kia phải chơi ra skill hồi lửa. Ui, tính ra là những rồng cách chính trên đây cũng chỉ cần là khoảng tầm một đòn đánh chí mạng với một đòn đánh bình thường là đủ để mà tiễn những chú rồng của chúng ta đi về nơi xa quá các bạn ạ. Thế nên ta phải gọi là cẩn trọng trong pha này rồi. Ở đây thì mình không thể gọi là tiếp tục. Mình sẽ sử dụng đai anh hùng và mình sẽ sử dụng skill bóng túi xem. Trước thấy skill bóng túi ảo lắm các bạn ạ. Giờ thử xem. À không, có chú rồng bên đây, chúng ta sẽ chừa một cái bóng túi cho rồng này là phải bay màu không thể nghi ngờ luôn các bạn ạ. Thế thì có lẽ là phải sử dụng đánh anh tình yêu, nhưng anh tình yêu mà nếu bị chú rồng bên kia đánh hai lần thì chắc là cũng không thể sống sót được các bạn ạ. Trời ơi, pha này làm khó thì mình sẽ để dành skill kia cũng được. Giờ cho chú rồng này đánh skill bóng đêm, bởi vì dù sao chú rồng này cũng sẽ wow. Trời ơi, còn 24 giọt, cái gì vậy? Đừng Assassin nhanh, trời ơi, không xong rồi, đừng. Wow, quá tuyệt vời. May là mình đã chọn đai anh hùng các bạn ạ. Nếu là một chú rồng nào đó khác trong pha vừa nãy thì phải chết không thể nghi ngờ rồi các bạn. Nhưng mà tại vì chúng ta đâu có bờ hồi sinh đâu nên kiểu mà đâu có thể hồi sinh được. Đấy, và đây thì có lẽ là bên kia hên nhưng bên mình phải là cũng hên đấy các bạn ạ. 24 giọt á. 24 giọt chắc là mình sẽ sử dụng nanh băng nha. Tại vì nanh băng còn bơ hồi sinh. Chứ không để mấy chú rồng kia chưa gì bay màu sớm là thôi xong các bạn. Ôi khoan, trời ơi may quá vậy. Trời ơi may quá vậy, còn miếng máu luôn các bạn. Bên kia sẽ phải trả giá thôi. Với skill bóng tối được ít 4 lần lên 402k. Wow, nói chung là cũng trên 100k là được rồi nha. Đấy, nói gì đi nào. Trời ơi, quá ghê gớm các bạn ạ. Đấy, may mà chúng ta có được những cái pha phản công hiệu quả. Ôi, thấy đội hình chú rồng Anewan ghê thế nhỉ. Kisune Anewan. Không sao, gọi là ba chú rồng cách 9, cách 10 có skill đặc biệt mà lo ba chú rồng cách 9 bên kia mà các bạn. Ok, giờ thì bên kia có Primal. Thế thì để cho nanh băng thể hiện nào. Một đòn vung tay lên chắc là gần chết. 208k, bên kia cũng một đòn 163k, nhưng chỉ cần thêm một đòn nữa là nanh băng phải hạ bút thành văn các bạn ạ. Thế mình để cho đan hùng đi. Khoan, là chiếu rồng kia lại tới, lại chơi Assassin lần này thì không phải các bạn ạ. Ôi, Excalibur, trời ơi, đánh đâu quá vậy. Thế là hết rồi sao. Reblade Victory. Với một đòn thế này bên kia sẽ xuất hiện và chơi đòn lửa. Mình hồi xin xong rồi mình chuyển qua chú rồng bên đây đi các bạn ạ. Hassel Nathan New thì trước cuộc đấu 1v1 mà mình còn được đánh trước, không có bơ thì không lẽ mình lại thua trong pha này với các bạn. Không thể nào. Hassel Vapor sử dụng ngay skill wow, 6 phát một phát chích tươi luôn các bạn. 229k, không cần là bút tháp vẫn có thể one hit được một chú rồng cách chính, gọi là full lượng máu luôn các bạn ạ. Quá ghê gớm, đây là điều mà chú rồng Prideful không thể làm được. Tất nhiên là hên thì thách sờ mới làm được nha các bạn, không phải lúc nào cũng làm được đâu. Ok, nhưng bây giờ chúng ta sẽ gặp phải những đối thủ cũng cồng kềnh không kém pha lúc nãy, chỉ là những rồng này lại không có bơ hồi sinh. Thế thì mình xin luôn nhá. Nhưng mình không hiểu tại sao ở cái gọi là mức thấp này mà cũng gặp những đối thủ mạnh thiệt sự các bạn. Không lẽ là ở phía trên còn những thủ mạnh hơn nữa. Ghê quá nhở. Bùm một phát 395k, chung cũng chưa có được lên 400k đâu các bạn nọ. 240k, cái đòn thiêu đốt quá dữ dần đi các bạn ạ. Giờ sao đây, giờ phải làm sao là phải làm sao. Giờ sao lại gọi là skill bóng tối chống khi nãy. Chắc là vừa có 3 phát nhưng mà cũng 113k rồi. Hấp huyết lên, chuẩn bài luôn. Khoan, chí mạng. May quá, hấp huyết lên rồi, không hấp huyết thì nhiều khi là đi thật sự các bạn ạ. Ui, đúng luôn. Không hấp huyết là pha đó đi rồi.
Mình có cách, nhưng mà mình sẽ để cho Đan Hùng ra trước. So, rồi bên kia làm gì? Bên kia đánh thì mình lùi. Giờ để cho Nanh Băng, thì Nanh Băng nói chung là nãy ra vẫn ăn được, nhưng mà giờ thì mình để cho Đan Hùng xem có tích được nội tại không nha các bạn. Ok, thế là trận đấu này chúng ta vẫn là giành được chiến thắng rồi đó. Ok, nhưng mà theo mình thấy trận đấu tiếp theo lại có mùi của sự căng thẳng các bạn ạ. Đây là những chú rồng, kiểu như mình cứ có cảm giác như là chúng ta đang là rồng đời mới đánh với rồng đời cũ đấy các bạn ạ. Thể hiện sức mạnh của rồng đời mới chinh phục những chú rồng đời cũ. Đấy, gọi là Ultimate nè, Aniwan với lại Atlantis rồi Kitsune đầy luôn các bạn ạ. Nhưng mà chưa có gặp Boulder, chắc là Boulder bị cấm rồi. Nếu không là gặp Boulder 5 sao luôn. Mà không sao, gặp thì gặp, mà xúc thì xúc các bạn ạ. Sao mình chưa có trận đời mới, đánh đời mới cho nó đã các bạn ha. Ui, xúc gọi là Supremo các bạn ạ. Thế mình thử xem mình có đỡ được thêm vài pha không nha. Mặc dù là đây không phải là kịch bản đánh của mình. Rồi xong rồi, bên kia như là có bơ sinh, bao nhiêu người có bơ sinh đây? 3 người có bơ, 2 người. May quá. Thế là còn một đường sinh cơ các bạn ạ. Nhưng mà với cái lượng đam này thì có lẽ là mình vẫn phải chịu hồi đến Nanh Tình Yêu, sử dụng đòn đánh bóng tối cho nó chắc. Bóng tối, ok. 114, cái gì vậy? Thôi xong rồi, cái gì vậy? Oh no, mình không tính đến cái pha này. Sai lầm rồi các bạn ạ, đã có sai lầm xuất hiện. Một chú rồng bên kia đã đánh hai chú rồng của mình trọng thương và còn có thể là hồi sinh và đánh tiếp nữa. Oh no, chúng ta đã làm gì thế này? Chúng ta đã mất cảnh giác trong gọi là những pha đánh, những cái đòn đánh không đúng kịch bản các bạn ạ. Đáng lẽ ra mình nên là để cho Nanh Băng, hoặc là đúng rồi, Nanh Băng sử dụng Rapid Victory trước, sau đó sử dụng một đòn hấp huyết lên, rồi từ từ có thể là sẽ phải hy sinh bơ hồi sinh, hoặc là hy sinh luôn cả Nanh Băng, nhưng mà đổi lại một cái thế trận nó dễ cân bằng hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta đang lâm vào hiểm cảnh rồi. Có thể nếu như những bước tiếp theo không đánh đàng hoàng thì chúng ta sẽ thua luôn trận này. Rồng đời mới đánh không lại rồng đời cũ. Ôi dồi ôi, vẫn là có bơ, nhưng mà bên kia thì cùng lắm chấp thêm một người có bồi sinh thôi, phải không các bạn? Rồi giờ sao đây, giờ sao đây? Chú rồng này ra đánh một phát là banh xanh lành bui xì lùi luôn các bạn ạ. Thế chỉ còn cách là cho chú rồng này ra thôi. Mà Đan Hùng á, cho dù Đan Hùng đỡ được phát đầu luôn thì chú rồng Aniwan vẫn đánh được phát thứ sau. Thế là kiểu gì cũng bay màu luôn các bạn ạ. Trời ơi, làm gì đó đi. Thôi làm gì giờ, không biết làm gì luôn. Nhìn cái màu thấy thua thiệt sự các bạn ạ. Tại chú rồng này có sở kiểu Assassin nè. Thấy ghê quá hả. Giờ Đan Hùng đi, hy vọng vào ảnh thôi các bạn ạ. Cố lên Đan Hùng ơi, hy vọng của chúng tôi. Đan Hùng là người đi đầu tiên rồi. Ui, đi rồi, đi thiệt sự rồi các bạn. Đã có người phải đổ máu. Thôi xong tôi rồi, giờ sao đây ta? Mình sẽ đánh được, nhưng mà có lẽ chúng ta vẫn còn một đường sinh cơ đấy các bạn ạ. Tùy theo cái bước tiếp theo mình chọn đúng hay chọn sai nè. Hấp huyết đánh mất nửa cây máu, hấp huyết lên. Tính ra thì bây giờ mình đang mất khoảng tầm 100k, hay là hấp huyết lên vẫn lời hơn. Hấp huyết, ui xôi ôi, đầy máu. Để bên kia đánh chưa tới 100k, 80k đấy. Và bây giờ thì tất nhiên mình không thể sử dụng đòn nước lên chú rồng này, nhưng mình cũng không muốn là mất thêm máu nữa đâu các bạn ạ. Thế thì rồi, ok, mong là sự lựa chọn của mình là không sai nha các bạn. Một đòn lửa 189k, ôi no. Thôi sống rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu các bạn ạ. Giờ chỉ còn lại một đường sinh cơ cuối cùng, đó là nhờ vào Nanh Tình Yêu. Nếu như Nanh Tình Yêu là chúng ta gọi là đánh được, lóc được khoảng tầm là 6 phát mà phải one hit chú rồng bên kia như những gì mà chú rồng gọi là Nanh Tình Yêu đã từng làm, thì may ra còn một đường sinh cơ nha các bạn. Còn nếu không thì chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Thì cố lên ơi, Nanh Tình Yêu ơi. Nhưng mà cái điều đó khó lắm các bạn ạ. Điều đó như là sợi chỉ treo chuông. Hoặc có một cách nữa là mình sẽ đánh cược với chú rồng bên kia, đó là mình sẽ hấp huyết lên, chú rồng bên kia sẽ chơi một đòn. Nhưng mà nếu chú rồng bên kia không Assassin á thì mình sẽ có một đường sinh cơ.
Còn nếu mà Aston thì xác định trận này là banh xanh lành bui xì lùi nha các bạn. Ok, mình quyết định là chọn theo phương án 2 vì phương án 1 quá mạo hiểm. Phương án 2 đây rồi. 104k bên kia đánh đừng Aston nha. Quay, hay quá, cái phương án của mình đã hiệu nghiệm rồi các bạn ạ. Chưa kể nha các bạn, đó là lượng máu của chúng ta còn đủ để mà có thể chống đỡ thêm một đòn của chú rồng bên kia. Ôi, tính ra là nếu như chọn phương án này thì phần thắng của chúng ta đã gọi là có một cái tỷ lệ rất là cao rồi. May quá, xém nữa chúng ta chơi phương án kia là thôi xong rồi. Nhưng mà vẫn chờ đòn đánh này nha. Giờ thì chúng ta chắc chắn là thắng rồi đấy. Tại vì lượng máu chúng ta vẫn còn dư sức để đỡ thêm một đòn nữa. Đấy, ok, nice. Không thể nào mà tăng canxi đột biến như vậy được. Thế là kêu các bạn ạ. Rồi, và giữ được hai chú rồng nha. Từ một cái màn mà tưởng chừng như phải thua không thể nghi ngờ, chúng ta gỡ gạc lại các bạn. Xém nữa là cái trận này mà mình gọi là để những chú rồng ta đánh thua là có chuyện luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi, ban đầu mình đánh nhay quá. Thôi, đúng là không thể xem nhẹ sức mạnh của những chú rồng truyền thống được các bạn ạ. Rồng hiện đại thì hiện đại, chứ mà chúng ta phải gọi là biết cách sử dụng với cái đánh kịch bản bài bản vào. Chứ mà ghê quá. Một chú rồng đã ra đi rồi, may quá. Hay da, may là vẫn còn giữ được trận đấu đấy các bạn. Mình tưởng là chỉ cuối cùng chỉ giữ được khoảng tầm một chú rồng là cao tay thôi. Thắng được là một chú rồng là cao tay rồi. Ai ngờ chúng ta giữ được hai chú rồng. Thế là đỡ đấy các bạn. Nhưng mà giờ thì giống như là mình đã nói, không có nhờ đến sự giúp đỡ của chú rồng nanh thần, cho nên người thay thế vào vị trí này thì sẽ là một chú rồng khác nha các bạn. Có thể là thủ lĩnh clan 6. Ok, và cái trận đấu tiếp theo ấy cũng sẽ là một cái trận đấu căng thẳng. Trận đấu này thì mình nghĩ là mình sẽ có thể thắng được rồi, nên chắc là mình sẽ đi tìm một cái trận đấu khác mạnh hơn nha các bạn, mạnh hơn trên vòng cuối rồi. Ok, wow, vòng xoay may mắn. Vẫn giống như khi nãy, lượt cuối. Ok, vậy thì xác định là mình sẽ skip một lần game nữa. Rồi, nếu mà lỡ ra 70-70 thì đánh luôn nha các bạn. Rồi, ok, ra nhảy ra đây là đánh luôn rồi. Mặc dù là không bằng với đội hình lúc đầu chúng ta chưa skip, nhưng mà cũng là một cái điều gì đấy để thiên lại. Vậy thì mình sẽ tăng độ khó cho ván này lên. Mình sẽ không dùng đến chu rồng đấy, mà mình dùng một chu rồng bình thường. Nói chung là yếu luôn đi, nói chung là kiểu như là không có luôn đi, chỉ đỡ được một cái lượt là lượt đánh đầu tiên thôi. Đây, mình để cho gọi là chú rồng này luôn vô luôn. Đấy, sẽ là thử thách cho hai người đang yêu nhau, là nanh băng và nanh tình yêu. Mình nghĩ là họ có thể vượt qua được. Mà nếu như được, mình muốn là chúng ta giữ luôn cái bơ hồi sinh của chú rồng Raifu. Đặt giả sử trường hợp là cả hai người đều không có bơ thì sẽ như thế nào. Ok, và nếu mình nói thì chú rồng này chúng ta gọi là chỉ góp phần vào thôi, còn mình chỉ để cho hai chú rồng nanh băng với nanh tình yêu đánh thôi nha. Thì lượt đầu tiên nói chung là đã ưu ái cho chúng ta là được đánh trước, cho nên là Rapid Victory, một phát one hit one kill không nói nhiều, 386k. Bây giờ đến lượt chú rồng này, cái gì? Natural Electric lát điện. Không biết sao nhưng mà chắc là bạn ấy chúng ta là muốn gọi là chú rồng này lá điện. Ok, vẫn đang còn giữ bơ hồi sinh nha. Tiếp theo nanh tình yêu sẽ nổi đầu của chú rồng này, một con bài khắc chế ư. Nhưng mà bên kia cũng có thể là sử dụng gọi là skill Aston để mà dính lại. Rồi, tỷ lệ Aston không còn cao như trước. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chiến thắng luôn nha các bạn. Cho dù Aston thì khoan, nếu mà Aston thì nhiều khi là có thể để cho chú rồng bên đây đánh được mình ấy. Đánh được mình. Hoặc là mình sẽ sử dụng cái pha lúc nãy là cho chú rồng này, vì chú rồng này có bơ hồi sinh. Nhưng giống như mình nói là mình muốn giữ bơ hồi sinh của chú rồng này, cho nên bây giờ mình vẫn đang là giữ được nha. Thì xem như là cái ván đấu này chúng ta chiến thắng toàn tập nhờ sự may mắn là vừa được đánh trước mà chú rồng bên kia vừa bị hụt cái Aston nha các bạn. Pha này thì ao nhay một đòn luôn. Rapid Victory không thể nào sống sót được. 264k. Đánh cái trận đấu nó phải là như vậy các bạn ạ. Chứ mà nãy trận vừa rồi đánh nhay quá, xém thua. Ôi, và bây giờ mới ra một vài chú rồng hiện đại này các bạn ạ. Không biết, mình cũng không biết sao là Ranh đang ở đây mức này cuối mùa rồi mà vẫn gặp những chú rồng mạnh mạnh nha. Không biết sao luôn đó. Nếu đánh thì sợ đánh không kịp đâu. Vẫn còn 1 ngày 5 tiếng đó. Nếu như gọi là
mình canh giờ vào đánh thì chắc chắc vẫn còn một đường sinker nè, vẫn kịp nhận. Ôi có quảng cáo luôn rồi. Rồi ok, thì nói chung là các bạn vừa được trải qua trận đấu mà hiện đại đánh với lại cổ truyền truyền thống đấy. Nhưng mà bên mình thì nói chung là vẫn gặp một vài khó khăn nha. Ở khó khăn ở đây á, là do chúng ta chưa có gắn bơ hồi sinh. Thì mình cũng chưa có vội gắn đâu, tại vì mình muốn chờ tới những cái môi trường mà kiểu như là hợp phù hợp với lại những cái rồng đỏ, rồi sẽ chơi rồng đỏ thử thách. Để mà xong thử thách thì mới gắn bơ hồi sinh nha các bạn. Rồi ok, giờ thì mình sẽ xem ở đây, tranh thủ mình đánh luôn mấy cái quét xong đây nha các bạn. Đó, thì mình sẽ để cho chú rồng nào đây. Phiêu bạc, nanh tình yêu, nanh thần, đai anh hùng, thủ lĩnh clan 7, đồ trưởng, thủ lĩnh clan 8, song hỏa. Ơi, hình như là còn thủ lĩnh clan 9. Đúng rồi, thủ lĩnh clan 9 chưa có được là úp nhiều các bạn nha. Nên phải úp cho thủ lĩnh clan 9 thôi. Úp này khá là lâu, nhưng mà tại vì sức mạnh chúng ta đã lên cao rồi. Chỉ cần một cái mùa ranh nào đấy mà có sự tham gia góp mặt của thủ lĩnh clan 9 ở đầu mùa đấy, thì có thể là đánh lên cao nhiều. Mình sẽ nhường điểm cho thủ lĩnh clan 9 đấy, thì đánh sẽ nhanh lên ranh hơn các bạn ạ. Đánh đây phải đánh siêng năng mà cũng cần đánh nhiều, mà nhất là có cái quét để mà đánh cái ranh ấy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Không thì chúng ta cứ đánh từ từ tăng tiến tu vi từ từ rồi cũng sẽ gọi là được lên bảng vàng thôi. Wow, chú rồng bên kia là một chú rồng cấp 6. Và bây giờ đến lượt một chú rồng gọi là ngậm bút quả sĩ. Chúng ta sử dụng những cái đòn đánh ma trưởng như bình thường thôi, chú rồng chứ không thể đỡ được. Giờ là skill cơn gió lốc mùa đông các bạn ạ, mùa đông. Thế là mình cũng cảm nhận được sức mạnh của những chú rồng cổ truyền. Thì trong số những chú rồng cổ truyền mình thấy lợi hại có vẻ là chú rồng Anyone các bạn ạ. Thực sự thì nếu như cái đòn đánh đấy có khả năng gọi là Assassin thường xuyên thì phải nói là vô cùng lợi hại luôn. Chính vì vậy nên mình cũng đang có khoảng tầm là mình cũng đang có chú rồng Anyone là 2 sao rồi. Nếu mà train qua thì có lẽ mình cũng sẽ được 3 sao. Để dành từ từ hoặc là có nhiều mảnh ở những nơi khác hội tụ vào thì cũng lên 4 sao. Tương lai 5 sao thì có thể là cho lên level 70 nha. Thì mình sẽ gọi là mở lại cho các bạn những chú rồng gọi là cổ truyền của thuộc dòng là có skill đặc biệt nha bạn, thuộc dòng là có skill đặc biệt mà ngày xưa ấy, ngày xưa. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ở đây thì mình có rất là nhiều chú rồng mà mình có mảnh mà mình không có summon ra nha. Đầu tiên là chú rồng Ultimate. Thì chú rồng Ultimate á là mình hay gọi như vậy thôi. Thì chú rồng này chúng ta có cái hệ đầu tiên là Scale khá là ngon và ba skill thực thánh ở phía sau. Ngày xưa rồng này cũng khá được trọng dụng và skill chú rồng này thì có nhiều skill đặc biệt nha các bạn, không chỉ có một hay có hai đâu. Hình như là cả ba skill đều là ba skill đặc biệt luôn các bạn ạ. Trong đó thì skill hệ bua là skill hồi máu rồi, đánh không được. Còn skill gọi là mấy cái skill kia thì mình nói chung là mình cũng có, mình sẽ xem thử chú rồng Ultimate. Hình như mình có làm video về chú rồng đó rồi. Đây. Ulti. Đúng không nhỉ? Rồi. Đâu rồi. Ôi, hình như là sai rồi. Rồi, đây. Thì chú rồng này wow. Ở ban đầu là skill trend lên là đánh bình thường. Sau vô trend này, đấy skill đặc biệt không này các bạn. Thì có thể là trend skill này, rồi trend skill này. Skill này là skill hình như là đánh theo hệ đấy, random hệ. Còn skill này là skill gọi là đánh giật rồi đánh lan sau đó hồi máu nha. Skill này hình như là rất là mạnh nè. Ở đây là hồi máu. Thì mình có thể là trend như sau. Lấy skill bua trend vô đây, lấy skill này trend ở dưới. Nhưng mà nói chung skill này không cần trend các bạn. Skill này gọi là đánh ra đam gọi là phức tạp lắm, cho nên chỉ cần trend hai skill này thôi. Đấy, còn lại thì để legend rồi bua rồi mấy cái này đánh cũng ok rồi. Nếu không thì trend luôn cái skill kia vào cái skill chaos, đánh ngoài hệ ngoài không gian. Nếu như bạn nào có nhu cầu khắc chế hệ ngoài không gian thì có thể là làm như vậy nha. Rồi, còn những chú rồng kia đâu? Trời ơi, đã phải gọi là đi lại rồi các bạn ạ. Ultimate. Đấy, rồi, tiếp theo là chú rồng này. Chú rồng này thì ba hệ có skill đặc biệt là hình như là Primal. Primal thì như mình đã kể trên rồi đấy. Nhưng mà chú rồng này cũng không có sử dụng nhiều trong ranh lắm. Chú rồng này cũng là skill đặc biệt đời đầu này.
skill đánh random, cái skill gọi là hệ qua đó các bạn, đánh random cái rìu bổ xuống vẫn đã gặp rồi các bạn. Chút vòng này thì skill gương, cái skill băng đấy các bạn, là có cái gọi là đánh gương đấy. Rồi còn chút vòng này thì chưa có xem các bạn, vòng này chưa có xem, mà cái chút vòng này thuộc lại hiếm đời đầu đấy, tại vì không có nhiều mảnh chút vòng này. Chút vòng này thì không phải là đời đầu đâu, đời sau đấy. Đây thì chú rồng này cũng ít thấy, nhưng mà mảnh vẫn bình thường, không phải hiếm như vậy. Có skill đặc biệt là skill thép đánh lan, chia đam đánh lan. Đây, Anyone, đợi đầu ngon luôn. Còn ở bên dưới như là Kitsune và những chú rồng kia đâu rồi nhỉ? Quay, sao mà không thấy chú rồng nào vậy? Đây, chú rồng thâm này cũng là đời đầu này các bạn, skill đánh xong đổi chỗ. Còn chú rồng nào nữa không? Khá là nhiều nha các bạn. Boulder này, Boulder đánh gọi là tảng đá dự dực, Snap, Snap đánh skill lá đánh một đòn xong rồi có hồi máu nha các bạn. Đây Snap. Rồi, Boulder nè, đây Boulder đó. Rồi. Ai nữa không? Ok, kéo dài như vậy. Holy nhưng mà Holy không có skill đặc biệt. Cũng thuộc lấy mảnh luôn các bạn ạ. Rồi, ok, nói chung là nhiêu đó là những gương mặt tiêu biểu rồi đấy. Trong đấy là Anyone thấy sức mạnh khá là ghê. Và mình cũng đánh giá cao chú rồng Snap vì Snap đánh và được hồi máu. Nhưng tại vì có Vampire rồi nên chắc là cũng không có gọi là khả dụng như là Vampire hay những rồng khác, chỉ là hơn được những chú rồng khác một chút thôi. Đấy, còn là một chút là nhờ hồi máu đấy. Ok, và có lẽ video của mình để đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.